Sáng 4 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng đơn vị chức năng thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán hóa đơn trái phép và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Trương Minh Thiện, sinh năm 1981, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Nam Thịnh Tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm 1987, phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới và Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1988, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Biêu, cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Lăng Thanh Phong, sinh năm 1975, phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Chợ Mới, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm giúp sức cho Trần Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tấn Mỹ, lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 485 triệu đồng. Bị can Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình, việc làm này đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 1,8 tỷ đồng. Còn Thiện không thực hiện giám sát thi công các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng và chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Ngoài ra, Thiện còn giúp sức cho Đức và Tâm trong việc thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình. Riêng bị can Minh lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 337 triệu đồng.